Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay chúng ta lại quay lại với một buổi nghiên cứu kiến thức về MU. Chúng ta đã dành khá nhiều thời gian để thi đấu rồi làm các thứ trong những cái video trước rồi. Nên giờ hôm nay thì mình sẽ muốn quay lại một cái nhẹ nhàng hơn. Chúng ta sẽ ngồi cùng nghiên cứu về MU xem sao. Nào vậy thì cái chủ đề mà mình thấy nhiều người có vẻ đang hiểu sai và rất là thiếu thông tin, đặc biệt là những anh em chơi các cái season cũ đấy, mới quay lại game chẳng hạn, thì mọi người không hiểu lắm về cái bảng Master 4 mới. Vậy thì tranh thủ cái đợt event vừa rồi thì mình có mấy cái quyển Reset Master mà người ta tặng miễn phí. Đấy, thực ra cũng không phải là miễn phí mà gọi là mua với giá 1 đồng đấy, kiểu thế. Thì mình đã tiến hành reset master của cái con nhân vật Ice Lady của mình, và coi như là bảng của mình là trắng bóc luôn rồi. Vậy thì trong cái bảng master này thì có rất nhiều thứ để nói, nhưng mà hôm nay mình sẽ muốn focus, muốn tập trung vào một cái chủ đề trước đã. Đây là cái chủ đề liên quan đến các cái lựa chọn về các kiểu debuff khác nhau. Đấy, bạn sẽ thấy là với mỗi một cái skill chính mà mình tăng ở đây thì nó sẽ có hai hướng đi debuff. Ví dụ như với skill Focus Shot của con AE chẳng hạn, thì nó sẽ cho mình hai lựa chọn, một loại là debuff độc poisoning và một loại debuff là bleeding. Và với trưởng gọi là Multi Shot liên hoàn tiễn này thì nó lại cho hai loại là bleeding và độc luôn. Vậy thì khá giống cái kia. Và loại cuối cùng là triple shot, loại bắn cung bình thường, thì mình có bleeding và hiệu ứng là freezing. Vậy thì câu hỏi đặt ra với rất nhiều bạn đấy là chúng ta nên chọn con đường nào? Mình nghĩ là trong trường này thì nhiều khi đáp án nó không quan trọng bằng cái lời giải, tức là chúng ta phải hiểu kỹ về từng loại debuff một trước khi chúng ta đưa ra quyết định là chúng ta nên chọn con đường nào. Vậy thì để phục vụ cho cái việc test ngày hôm nay thì mình sẽ xây dựng một cái hình thức test như sau. Mình sẽ tăng cả 3 skin này. Bình thường thì thường các bạn ấy chỉ tăng một hoặc hai hướng là cùng thôi cho các nhân vật bình thường, nhưng mà mình sẽ muốn tăng cả 3 để sao cho mình có thể triệu hồi được cả 3 loại debuff ra ở đây. Nào, vậy thì bây giờ bạn sẽ thấy là hiện giờ mình chưa thể tăng được cái debuff ngay lập tức, là bởi vì nó yêu cầu là chúng ta phải có tối thiểu 10 điểm vào cái ô ở trên trước đã. Đấy, chúng ta phải tăng cái này 10 điểm trước. Vậy thì bây giờ như nào nhỉ? Để có đủ tất cả loại debuff để có thể biểu diễn cho các bạn xem thì chúng ta phải bắt buộc lấy băng của cái này, bởi vì chỉ có mỗi cái triple shot này là có băng thôi. Đúng nào? Nên do đó là chúng ta sẽ lấy băng ở đây, lấy độc ở đây đi và lấy bleeding ở đây. Như thế chúng ta sẽ có đủ cả ba hiệu ứng debuff để có thể biểu diễn được. Nào mà chúng ta tiến hành thực hiện nhé. Thì bây giờ mình sẽ phải tăng 1 điểm ở đây vẫn không tăng được, chúng ta cần phải có 10 điểm. Nên do đó mình tăng ô này lên 10 điểm trước. Rồi, sau khi tăng 10 điểm xong thì bạn sẽ thấy là chúng ta có thể mở được cái ô debuff ở chỗ này. Và theo đúng kế hoạch chúng ta nói trước thì mình sẽ chọn debuff băng ở đây. Và hiện giờ mình đã có 11 điểm rồi, chỉ có 1 điểm thôi. Và mình sẽ chưa tăng thêm gì cả, chúng ta sẽ nói về nó sau. Tương tự thế, giờ mình sẽ tăng đến cái này và mình cũng cần tăng 10 điểm nếu mà mình muốn mở được cái debuff của nó ra. Và theo kế hoạch chúng ta sẽ chọn cái này là độc nhé. Ok, vậy thì mình còn thiếu một cái bleeding nữa, vậy thì mình sẽ tương tự như thế, mình sẽ tăng ở đây để lấy bleeding. Rồi, vậy thì chúng ta đã xong từng cái một, và bây giờ mình sẽ có 3 skin này. Bây giờ mình sẽ gọi sẵn 3 cái đồng chí skin này ra trên cái bảng master của mình. Bây giờ mình đã tăng rồi, bây giờ mình sẽ gọi nó ra để tiến hành test cho các bạn. Nào, vậy thì bây giờ các bạn sẽ hình dung như sau. Vậy thì khi nào thì cái debuff này nó xuất hiện? Vụ skin bắn băng của mình ạ, chỉ là skin bình thường thì hàng ngày mình vẫn bắn thôi, nó sẽ không có cái gì cả.
chỉ có những hiệu ứng mà skin mà mình vừa tăng lúc nãy, thì khi mình đánh Master 4 ra thì đánh skin này nó mới ra được cái hiệu ứng debuff đấy. À, trước đây ý, các bạn thì cái hiệu ứng debuff này là nó hiển thị trên từng nhân vật. Ví dụ như giả sử bây giờ theo cái bảng Master này của mình thì ví dụ như cái này Multi Shot mình sẽ bắn độc chẳng hạn, đúng không nào? Thì trước đây là cái con quái nào dính cái mũi tên Multi Shot của mình thì nó chỉ độc riêng con quái đấy thôi. Nhưng mà sau đó thì Webgen nhận thấy là như thế thì sẽ rất là thiệt cho các cái dòng nhân vật đánh đơn, ví dụ như là RF này, RF chiến này, hoặc là BM trước đây, AE đấy, những cái con mà không đánh được nhiều mục tiêu, thiệt thòi rất nhiều so với các dòng phù thủy khác. Thì họ thay đổi vào season 14 vừa rồi, 14.2 vừa rồi, thì họ làm ra một cái như sau. Đấy là khi mình đánh cái hiệu ứng đánh skin này này, thì không cần đến thế mình phải trúng bất kỳ một cái mục tiêu nào cả đấy, nhưng mà đến một cái xác suất nhất định là nó sẽ tạo ra một cái vòng tròn ở dưới chân của cái nhân vật này. Đây, các bạn thấy là sau khi mình đánh một lúc thì nó bắt đầu hiện cái vòng tròn xanh rồi. Và bất kỳ một cái con quái nào ở trong cái phạm vi vòng tròn này thì đều sẽ bị dính hiệu ứng debuff của mình. Vậy thì cái cách làm như thế của Webgen mục đích ở đây là để cân bằng lại nhân vật, có nghĩa là làm cho những cái nhân vật đánh đơn vẫn có một cái hiệu ứng gọi là AOE khi mà gây debuff cho nhân vật các cái quái này cơ thể xung quanh. Đấy. Rồi vậy thì đấy là chúng ta hiểu về ý tưởng là tại sao nó lại là cái vòng tròn dưới chân như thế. Nào vậy thì bây giờ chúng ta sẽ đi xử lý từng thằng một nhé. Vậy thì bây giờ chúng ta tập trung vào thằng độc trước. Vậy thì mình sẽ có cái mũi tên này. Vậy thì bây giờ chúng ta sẽ kiếm một cái bãi quái nào đấy đi. Bây giờ mình sẽ lên Ida 2, chỗ khá vắng vẻ, mình hay thích test ở trên này. Vậy thì bây giờ cái thứ mà hầu hết mọi người nhầm ở đây là các bạn nhầm cái hiệu ứng độc này với hiệu ứng độc mà của nhân vật phù thủy Wizard. Cái độc của phù thủy Wizard ấy thì cái công thức đam của nó là nó tính 3% số máu của nhân vật tại thời điểm đấy. Đấy, ví dụ giả sử bạn có 100 máu thì khi ăn độc nó sẽ là 3 máu và nó và bạn sẽ bị trừ đi 3 là còn 97. Sau đó thì lần tiếp theo thì bạn sẽ trừ tiếp từ 97, giảm tiếp 3% nữa của 97 vân vân, và cứ đam độc nó sẽ bé dần theo thời gian. Vậy thì bây giờ để xem cái công thức độc của cái skin này của mình nó có giống như cái độc kia hay không, thì chúng ta sẽ làm một việc, đấy là chúng ta sẽ không bắn gì vào quái cả và chúng ta sẽ bắn ra ngoài thôi. Đấy, bắn không trung đấy, và mình sẽ tạo ra một cái vòng tròn xanh giống như lúc nãy ở dưới chân này. Rồi bây giờ chúng ta sẽ cùng quan sát các cái nhân vật của mình nào. Vậy thì các bạn thấy là độc ở đây rồi, nhiều số quá không kịp quan sát các bạn ạ, nhưng mà độc ở đây nhảy cũng kinh đấy. Thứ nhất là mình nhận thấy một việc, đấy là cái giá trị độc mà hiển thị ở đây thì có vẻ như là không phải là cùng một giá trị, đúng không nào? Vậy thì bây giờ mình chưa biết là nguyên nhân gây ra là gì, nên do đó là có vẻ như vấn đề này không đơn giản, nên do đó mình quyết định là mình sẽ làm lại bằng cách là mình chỉ tập trung vào một loại quái thôi. Bây giờ mình sẽ kéo cái con da đỏ này ra đây. Đấy. Và mình sẽ tạo cái vòng tròn đỏ, vòng tròn xanh của mình ở đây để bẫy độc mấy con này. Đây, chúng ta sẽ cùng quan sát cái giá trị hiển thị đấy nhé. Mình sẽ giết cái con người đá này ở đây. Mình không muốn số liệu nó bị loạn. Rồi. Nào, chúng ta cùng quan sát đam độc. 28, 28, 56, 27, 3000, đúng không nào? 29 bao nhiêu đấy. Rồi, rất rất nhiều số khác nhau. Mình chưa thể ghi được hết các số này ở đây. Thường thì khi mình test này thì mình sẽ hay có một phần mềm quay video bên cạnh. Vậy giờ chúng ta nó áng áng khoảng 2007, 2008 thì đấy, 2009 đúng không nào? Vậy thì giờ cách test rất đơn giản để xem là liệu độc này có giống cái độc mà chúng ta hay gặp ở kia hay không, thì mình sẽ làm một việc, đấy là bây giờ mình sẽ lên map deep 5 đi. Mình lên một cái map cao hơn với cái quái nó khỏe hơn cái quái ở Ida 2 rất nhiều. Và bây giờ mình cũng sẽ đánh độc như thế. Nếu mà thực sự đam độc vẫn tính theo phần trăm thì cái số độc nhảy lên ở đây
nó phải to hơn cái số độc của kia rất nhiều đúng không nào? Còn nếu mà nó chỉ đơn giản là một hàng số chẳng hạn thì mình sẽ kỳ vọng là mình sẽ nhìn thấy đam độc ở đây cũng hiển thị y hệt như thế. Rồi, vậy thì bây giờ chúng ta sẽ cùng đánh lại như thế nhé, để nào. Rồi các bạn thấy không? Vậy thì đam độc ở đây 2006, 2005, 2007. Vậy các bạn thấy là về cơ bản thì nó cũng tương đối sát với cả giá trị mà mình nhìn thấy ở kia. Nên do đó vậy thì chúng ta có thể hiểu dự đoán một điểm, công thức độc này của mình không phụ thuộc vào phần trăm máu của quái, mà thay vào đó thì con AE của mình đang bị nó đánh độc các bạn ạ. Độc đấy thì mới là loại độc mà phần phụ thuộc phần trăm máu. Ok chưa nào? Vậy thì chúng ta đã hiểu cái cơ chế đầu tiên đấy là tạo ra vòng tròn này, và nếu mà là vòng tròn độc thì chúng ta sẽ rút máu theo gần như là theo một cái lượng đam ổn định nhất định. À, vậy chúng ta cùng xem vào cái bảng master xem là vậy thì liệu tăng vào những cái tiếp theo thì nó sẽ giúp mình giảm thay đổi được cái gì. Vậy thì để tăng được các ô tiếp theo thì mình cần tăng 10 điểm ở ô này trước. Đây, và để ô tiếp theo nếu mình tăng lên thì bạn sẽ thấy là nó tăng xác suất tạo ra cái vòng tròn độc. Vậy thì bạn thấy lúc nãy là không phải lúc nào mình đánh nó cũng ra vòng tròn đấy mà là nó xác suất thôi. Các bạn sẽ thấy là xác suất bây giờ của mình là khoảng 6,24%. Vậy thì nếu bây giờ mình tăng lên 10 điểm này, thì bạn thấy là xác suất hiện tại của mình là 11% và mình đã mở được các ô tiếp theo. Vậy thì giờ 11% này thì bây giờ mình sẽ xem thử xem là nó có thay đổi đam hay cái gì khác hay không nhé. Vậy thì mình cùng bắn lại phía này. Đây cứ khoảng 10 hit bắn rồi, bạn sẽ thấy là cái vòng tròn độc của mình hiện giờ, bạn thấy là số đam ở đây thì về cơ bản vẫn thế thôi, 2008 này, 2007, 2006 không thi thay đổi cái lượng đam cả. Chỉ đơn giản là nó thay đổi cái xác suất mà tạo ra được vòng tròn đỏ ở đây, à vòng tròn xanh, trong trường này vòng tròn xanh. Rồi, vậy bạn thấy là mình sẽ ra nhanh được xác suất hơn. Xác suất để mình ra được đam độc nhiều hơn. Rồi. Nào, vậy thì nguyên lý thì các bạn cũng đã hình dung rồi đúng không nào? Vậy thì bây giờ chúng ta cùng tham khảo xem. Vậy thì bây giờ mình tiến hành tăng những điểm của các ô còn lại. Vậy thì bây giờ có vấn đề như này. Số điểm mà mình tăng ở đây thì sẽ quyết định đến số ô mà mình có thể mở ở cái bảng phía dưới, bảng hỗ trợ. Các bạn thấy là cái bảng đây nó gọi tên là cái này là Debug Enhancement Passive Option. Passive có nghĩa là bị động, theo cái kiểu là nó là tăng theo kiểu không phụ thuộc bạn dùng skin hay không, nó là những cái chỉ số tăng cho bạn thôi. Thì đa phần các ô này là tăng về hướng là đam đấy, cả tăng đam của Win 4 này, tăng đam lực tay này, tăng poi và tăng skin đam. Vậy thì bây giờ để mở được những ô này bạn sẽ thấy là nó yêu cầu mình đây, ở chỗ này là mình cần thêm 23 điểm nữa để mình có thể mở được tiếp, tức là hiện giờ mình chỉ tăng được 10 điểm thôi. Còn muốn tăng được thêm nữa là mình phải tăng cái khu vực cái debuff này trước đã. Vậy thì bây giờ thảo nào cũng phải tăng cái độc này, vậy thì tăng thế nào cho hiệu quả bây giờ? Vậy chúng ta cùng điểm qua những cái nhé. Bây giờ cái hàng ngang này là nó tăng cái giá trị đam độc của mình lên. Lúc nãy bạn thấy là hiện giờ đam độc của mình nó đang hiển thị nó rơi vào độ khoảng 2600 đam đúng không nào? Vậy thì nếu mà mình tăng vào ô này thì đam độc của mình là nó sẽ tăng lên theo giá trị mà mình tăng ở ô này. Ở đây là số target mà có thể bị ảnh hưởng và mình phải mất 10 điểm, có nghĩa là cái skin gốc bạn sẽ nhìn thấy là nó có thể ảnh hưởng đến 7 target, bạn nhìn không? Tức là nếu mà có đông quái, ví dụ như đánh trong BC hay là DS này kia thứ hạn, đi với event mà đông đông quái thì nó cũng chỉ nhảy 7 con thôi. Vậy thì khi mình tăng ô này thì mình sẽ tăng số lượng cái con quái lên thêm một quái nữa. Nhưng bây giờ chúng ta phải nghĩ một chút, các bạn tính thử cho mình xem. Cái bãi quái mà ở Doom 5 chẳng hạn nhé, Deep Doom 5 thì là một bãi mới là có 7 con, tức là bãi gọi là hotspot luôn đấy. Đúng nào, tức là 7 quái đã là mắc công suất rồi. Vậy thì bây giờ cứ cho là lên những cái bãi VIP hơn đi, ví dụ như là mình lên Swarm này đúng không nào, hoặc lên những cái bãi Kubera sau này thì số quái ở một bãi thì là 9 con, là gọi là max ping luôn rồi. Vậy thì
Các bạn sẽ thấy là về ý tưởng của cái này là nó cho mình tăng được 2 lần, tức là lên số quái chịu đam tối đa là 9 con. Nhưng bây giờ về mặt lý thuyết thì đúng là trong bãi của mình là số quái tối đa là 9 con thật, nhưng cái chính là tại một thời điểm đúng nào thì không bao giờ 9 con nó xuất hiện cùng một lúc cả. Nên do đó theo mình thì chúng ta không cần lãng phí điểm để tăng số lượng quái dính đi búp ở đây, bởi vì 7 con là đã là rất thoải mái rồi. Đấy mà số điểm mà cần mở cái này thì nó lại tốn đến tận 10 điểm, 20 điểm, như thế thì mình nghĩ là tốn quá. Nên do đó thường thì mình sẽ không tăng cái ô này. Đấy. Cái ô tiếp theo thì là cái ô gọi là tăng xác suất dính độc. Có nghĩa là các bạn sẽ thấy đây, thế nào gọi là xác suất dính độc. Vậy thì khi mình tạo ra được cái vòng tròn độc, bạn nhìn thử nhé. Con bò này nó màu xanh này. Thôi rồi chúng ta đi sang một cái cổng khác để kiếm một cái con nó có màu khác một chút. Thì không này, mình không phân biệt được là khi nào nó dính độc, khi nào nó không. Chúng ta sang thử cổng bên này. Xem có con nào gần cửa không. Con bò này nó cũng màu xanh các bạn. Thế thôi chúng ta lại quay về kia thôi. Hóa ra là bò nào cũng màu xanh cả chứ không phải là con bò hệ gió nó mới màu xanh. Thôi rồi, vậy thì mình đeo Pentadux thì mình sẽ quay về ở bên kia để cho test đỡ chết. Bây giờ mình sẽ bắn thử nhá. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhìn này. Các bạn thấy không? Con bò này chưa hề bị dính đấy. Một lúc sau con này mới bắt đầu dính cái hiệu ứng đầu lâu độc ở trên người. Vậy thì các bạn sẽ thấy là con này đấy, nó phải mất một lúc nó mới dính độc. Và càng các cái map sau này thì nó có cái tỷ lệ kháng của quái, tức là quái nó cũng có một số các cái tỷ lệ kháng nhất định. Đấy, nên do đó là khi mà mình tăng vào cái ô này đấy, thì cái cơ hội mà cái con này nó bị dính độc sẽ nhanh hơn. Nhưng mà thực ra thì tại thời điểm hiện tại đấy, bạn sẽ thấy là gần như là con này của mình nó cũng chả đến nỗi lâu lắm đúng không? Tức là từ lúc mình bắn đây, mình cứ nhìn thực tế thôi. Từ lúc mình bắt đầu bắn skin nhé, tạo ra vòng tròn độc này rồi đấy bạn thấy không, chỉ gần như là một tích tắc thôi là con này đã dính độc ngay lập tức rồi đấy. Nên do đó mình nghĩ là cái này nó cũng không phải quá quan trọng ở đây. Vậy thì bây giờ chúng ta dù sao chúng ta cũng có rất nhiều điểm, thế nên là mình nghĩ là mình sẽ muốn tăng thử vào đây xem là nó có khác bọt thì không đấy. Vậy thì mình cứ tăng thử 10 điểm, hoành tráng chưa? Đấy. Và bạn sẽ thấy là khi mình tăng điểm ở đây thì bạn sẽ thấy là nó hiển thị luôn cả cái ô gọi là tăng các loại hỗ trợ. Nhưng bạn lưu ý giúp mình là khi các bạn tăng các cái ô hỗ trợ dưới này là nó chỉ tăng cái độ chỉ số của cái này lên thôi, chứ nó sẽ không tăng cái điểm yêu cầu để mở được các cái skill bên này. Ví dụ giả sử mình thiếu 13 điểm chẳng hạn, thì mình tăng điểm vào đây sẽ không thỏa mãn yêu cầu để tăng được cái này. Đấy, là bạn lưu ý nhé. Vậy thì bây giờ chúng ta vừa tăng thêm gọi là xác suất để gây ra đam độc cao hơn. Vậy thì chúng ta cùng đánh thử lại con này xem nó có tăng cái gì rõ rệt không. Theo cái lập luận của mình thì mình nghĩ là nó sẽ không có gì ảnh hưởng rõ rệt cả. Rồi chúng ta cũng tạo ra vòng tròn độc này. Rồi. Các bạn để thấy là về cảm quan thì con này nhanh dính độc hơn một chút, tức là kiểu trước lúc lúc trước là mình thấy có vụ một delay đúng không? Một giây delay gì đấy. Thì bây giờ thử lại nhé, rồi mình từ lúc mình tạo ra vòng tròn cho lúc con này bắt đầu nhảy đam độc. Rồi. Rồi. Và gần như là cảm giác nó không delay. Nên nói chung là mình nghĩ là đấy, bạn thấy không? Mình tăng 10 điểm nên nó không thấy rõ rệt. Nên do đó lời khuyên của mình đối với những cái bạn mà đi theo cái dòng độc này, đấy là chúng ta nên nên quan tâm hơn đến cái ô tăng đam ở đây và ô tăng AOE. Vậy thì thế nào là AOE? Tăng đam mình nghĩ là chúng ta đều dễ hình dung rồi, nó chỉ đơn giản là cái cộng thêm giá trị vào thôi. Vậy thì tăng AOE thì như thế nào? Vậy thì giờ để so sánh kỹ thì mình nghĩ là mình nên đợi mình về mình mua ít máu nữa. Tại vì mình phải đứng yên một chỗ thì mình mới có thể tạo ra sự so sánh cho các bạn được. Nên mình sẽ mua một ít bình máu ở đây.
Sau đó thì mình sẽ quay lên kia để mình test ở trên trên Mac. Vậy thì bây giờ chúng ta đang quan tâm đến việc là, vậy thì cái liệu ô cái ô AOE đấy là gì, nó có quan trọng hay không. Thì chúng ta lại quay lên Do 5 nhé. Nào. Vậy thì mình lại tạo ra vòng tròn độc. Bây giờ mình sẽ đứng cố định ở đây đi. Bây giờ các bạn nhìn nha, bây giờ mình đứng cố định ở đây, cách cái đèn, cách cái ngọn lửa này đúng 3 ô đây. Vậy thì bây giờ mình sẽ bắt đầu bắn ra để tạo ra đam độc. Rồi. Nào bây giờ các bạn nhìn thấy nhé. Vậy thì vòng tròn của mình nó có kích thước mặc định là rơi vào độ khoảng 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nó từ chỗ mình ra 6 cái ô gạch, đúng không nào? À, vậy thì mình làm lại nhé. Tạo ra lại vòng tròn một lần nữa này. Rồi. Phải đếm nhé. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ô gạch. Ok chưa nào? Vậy thì bây giờ chúng ta sẽ tăng AOE này lên thêm 1. Là mình tốn 10 điểm tăng thêm 1. Vậy thì bây giờ nào, vậy mình đã tăng 10 điểm đây rồi. Và chúng ta cùng đánh lại để xem là nó khác như nào. Cùng tạo lại vòng tròn này. Con kia đánh mình mãi chán quá bỏ đi à. Nào. Xui nhỉ, bắn mãi chưa ra đam độc này. Chưa ra. Rồi. Đây các bạn nhìn thấy không? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lúc trước nó chỉ đến đây rồi đúng không các bạn? Nhưng bây giờ nó đã mở rộng thêm, xấp xỉ thêm một đơn vị, một danh nữa. Đấy, gần như mình có thêm một ô gạch ở đây nữa đúng không nào? Vậy thì AOE ở đây chính là mình tăng cái kích thước của cái vòng debug của cái này lên. Ứng dụng của nó như thế nào? Thì các bạn biết đấy, đấy là có một số vị trí mà các bạn thì không phải lúc nào bạn có thể đứng giữa bãi được. Mình lấy ví dụ giả sử bây giờ con AE của mình đây, do mình yếu chẳng hạn, mình chỉ đứng ở góc góc này của bãi thôi đúng không nào. Thì nếu mà bây giờ mình đứng ở góc này của bãi, sau đó thì mình cũng bắn ra ngoài, thì bạn sẽ thấy là rõ ràng là mình chỉ tạo được một cái vòng hiệu quả đến đây thôi đúng không. Đấy, nên do đó là đôi khi chúng ta sẽ cần muốn kiểu gọi là tăng cái độ phủ của cái debuff này lên để sao cho chúng ta cover được hết địa hình của bãi. Đấy. Vậy thì nếu bây giờ mình tăng thêm 10 điểm nữa đúng không nào, phải đi xem là nó to đến mức như nào. Nào, vậy thì bây giờ chỗ này hơi khó so sánh. Bây giờ chúng ta sẽ lại đứng ra cái chỗ lúc nãy nhá, chỗ cách 3 ô từ cái này. Tạo lại một vòng tròn khác. Rồi, vậy thì các bạn để thấy không? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Và gần như là thêm 2 ô nữa rồi. Vậy thì mình có một vòng tròn siêu to khổng lồ luôn. Đấy. Và như thế thì các bạn cũng sẽ hiểu thế nào là cái ô có chức năng gọi là AOE ở đây. Nào, vậy thì bây giờ ô mà mình quan tâm nhiều hơn là ô độc ở chỗ này. Nhờ các bạn nhìn thử nhé. Giờ mình sẽ tăng xem nào. Lúc nãy địa đam độc mình là khoảng từ 2006 cho đến 2008 đúng không? Bây giờ mình sẽ tăng một vài điểm ở đây. Ví dụ bây giờ hiện giờ là mình đang tăng khoảng 5 điểm, bạn nhìn thấy không? Là nó tăng thêm 349 đam độc. Vậy theo dự kiến của mình thì mình sẽ kỳ vọng là mình sẽ nhìn thấy con số thêm 300 nữa, tức là rơi được khoảng 3.000 đúng không nào? 3.000 cho đến 3.200 gì đấy. Và chúng ta sẽ cùng thử xem có hiển thị số giống như mình kỳ vọng không. Rồi, các bạn thấy không? Thì đam độc của mình bây giờ nó sẽ cộng thêm rồi. Và mình sẽ nhìn thấy đấy, xấp xỉ 3.000. Và có những lúc nó cao hơn một chút. 3.001 này, 3.182 đúng không nào? Vậy thì đúng như dự đoán của chúng ta, cái này cũng dễ hiểu thôi. Đấy là đam độc ở vị trí này thì cộng lên nó sẽ lên rất là to. Đấy. Vậy thì bây giờ chúng ta cùng đi đến cái thứ hai.
Vậy các bạn sẽ thấy là về cấu trúc thì các bạn nhìn thấy là nó có cái mũi tên, cái đường link giữa hai cái này với nhau. Thì đây gọi là debug cấp 2, tức là mỗi một cái kiểu debug nó đều có một cái kiểu debug xịn hơn, gọi là nâng cấp lên. Vậy thì debug cấp 2 này nó gọi là toxic, đây gọi là poisoning, hai cái đều có trong tiếng Anh đều nghĩa là độc hết. Vậy toxic là một cái kiểu ấy hơn, và theo mô tả đây là toxic có nghĩa là nó sẽ nhân 2. Vậy thì bây giờ mình tăng 10 điểm ở đây. Cái này cũng không lên được thêm nữa mà bắt buộc thôi. Vậy thì bây giờ chúng ta sẽ cùng nhìn vào đây nhé, các bạn sẽ nhìn thấy này. Vậy thì bây giờ mình lại tạo ra vòng tròn độc ở đây. Đã bạn nhìn đam này, 2009, 3001 nào, vậy bạn thấy không? Rất nhanh thôi, đam này đã chuyển thành đam toxic. Vì bạn tại sao mình biết là con đang bị toxic? Thì bạn nhìn thấy cái hình đầu lâu ở trên đầu nó thay đổi, và đam độc đang gấp đôi lên bình thường. Bình thường chỉ 3000 nên bây giờ gấp lên 6000. Vậy thì qua cái hiệu ứng của toxic này thì chúng ta cũng nhận ra một bài học rất quan trọng, đấy là những thứ gì mà mình cộng vào đam độc ở vị trí này thì đều sẽ được nhân đôi khi mà nó chuyển thành toxic, đúng không nào? Tại sao mình nói cái đấy quan trọng là bởi vì các bạn sẽ nhìn thấy này, tí nữa nó có một cái ô là ô tăng đam toxic, đúng không nào? Vậy thì khi các bạn ít poi thì các bạn không nên tăng vào cái ô tăng đam toxic, mà các bạn nên tăng vào cái ô tăng đam poison trước, vì đam poison này sẽ được nhân đôi khi mình tăng vào toxic. Tức là vụ giả sử bây giờ mình đang là 349 đúng không? Bây giờ mình tăng max thằng này lên nhá. Giờ mình tăng max thằng này lên. Nào bây giờ mình tăng max thằng này lên gọi là kinh khủng luôn, 30 điểm. Thì bạn thấy là mình đam của mình bây giờ được thêm tận 4.700. Vậy thì tính thử nào, nhầm thử nhé. Bây giờ 4.700 cộng với cả cái gốc của mình khoảng 2.700, đúng không nào? Vậy thì ngang ngáng thôi. Vậy thì bây giờ các bạn ấy thấy là 4.700 là đam được tăng lên thêm ở đây đúng không? Cộng thêm xấp xỉ lúc trước mình đánh khoảng 2.800 chẳng hạn đấy, thì trung bình là mình sẽ đánh được khoảng 7.500 đam độc. Và 7.500 đam độc này nếu được chuyển thành toxic thì nó sẽ nhân 2 lên, và giá trị này sẽ rất dã man, đúng không nào? 15.000. Vậy thì chúng ta sẽ cùng nhìn thử nhé. Giờ mình sẽ tạo lại vòng tròn độc một lần nữa và cùng quan sát này. Ui dồi ôi, to chưa các bạn, 15.000 đam độc, đúng như dự đoán của chúng ta luôn, đúng không nào? Vậy thì bây giờ mình quay lại câu chuyện tại sao mà mình nói là mình không thích cái tăng đam ở đây. Thì các bạn sẽ nhìn thấy là ví dụ bây giờ mình cũng giả sử đi, mình giành 10 điểm ở đây. Bây giờ bạn sẽ nhìn thấy giờ giả sử bây giờ mình giành 10 điểm ở đây. Bạn sẽ thấy là giá trị đam toxic của mình tăng lên là mình tăng thêm 774 đúng không? Vậy thì 774 điểm này mình tăng lên thì nó sẽ ảnh hưởng như thế nào đến đam cuối này của mình? Bây giờ mình sẽ lại bắn lại vòng tròn độc một lần nữa. Nào các bạn sẽ thấy là số này không lên nhiều, nó chỉ từ 15.000 nó thành lên 15.000 bao nhiêu thôi. Đấy là bởi vì cái 774 này này nó lại chỉ cộng thẳng vào cái thằng đam toxic lúc cuối sau, chứ nó không được nhân hai như là cái thằng đam poison lúc trước nữa. Đấy, nên do đó chính vì thế mà khi chúng ta ít điểm thì chúng ta phải ưu tiên tăng cái đam poison trước, chứ chúng ta không được tăng cái đam toxic này trước cả, đúng nào? Vậy thì đến đây thì hai cái ô này thì tự có tương đối giống nhau, nghĩa là nó tăng cái số lượng mà các cái con quái mà bị ảnh hưởng. Nhưng mà các bạn biết rồi đấy, mình vừa phân tích rồi, đấy là không bao giờ có chuyện chúng ta để phải đối phó với 9 quái một lúc trong một bãi hotspot cả, nên do đó cái việc tăng vào đây mình nghĩ là không khả thi. Trong cái bảng 2 này thì mình nghĩ là cái tăng quan trọng nhất là tăng cái thời gian debug ở đây. Tăng maximum thì chúng ta sẽ có 10 thêm 10 giây debug. Vì sao? Vì cứ càng nhiều giây debug thì cái đam độc của bạn càng càng kéo dài trên quái, và do đó cái số đam mình gây ra cũng sẽ lâu hơn. Nên do đó bây giờ mình thử đánh nhá, xem là sau khi mình đã tăng thời gian debug lên thì nó có hiệu quả hơn không. Và bây giờ chúng ta sẽ vào hẳn cái chỗ trong này đi, nơi mà có nhiều quái hơn. À, vậy thì bây giờ mình đánh ở chỗ vị trí này, tạo ra một cái vòng tròn xanh đi để xem là mình ảnh hưởng những con quái như nào. Rồi rồi, các bạn thấy là đây gần như là cái tốc độ chuyển sang đam toxic nhân 2 mình gần như là rất nhanh, và mình không còn nhìn thấy đam đam poison bình thường nữa đấy. Ui dồi ôi, thấy hiệu quả không? Mình không làm gì cả, nó cũng chết những cái con này, cũng tương đối ghê chứ.
và một trong những cái tính quyết định nhất đối với cái việc này đấy là đây đấy là cái thời gian debug rất là lâu đấy. Vì tăng 10 điểm ở đây của mình đồng nghĩa với việc là mình sẽ thêm 10 giây nữa, cộng thêm cả thời gian mặc định ban đầu khoảng 5 giây gì đấy thì mình chắc khoảng 15 giây debug tất cả, cứ nhảy liên tục như này với tốc độ cũng tương đối đều. Rồi, vậy thì đến đây các bạn sẽ thấy là mình vừa giúp các bạn khám phá và làm quen với các cái chức năng cơ bản của một cái hệ thống debug, và với cái hệ thống debug của gọi là skin độc ở đây, đúng không nào? Mặc dù mình chưa tăng hết khả năng của nó nhưng các bạn sẽ thấy là chúng ta cũng đã tương đối hiểu các cái tính năng đến các thứ của nó rồi. Đấy. Và các cái ô, và lưu ý cho mình là những cái ô ở bên dưới thì chúng ta sẽ thường chúng ta sẽ không 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 dùng đến ở đây. Đấy. Rồi, vậy thì đây là cái độc. Vậy thì nếu các bạn hỏi mình là con nào thì nên dùng độc? Vậy thì cái cách lập luận cũng rất đơn giản thôi. Các bạn sẽ thấy là cái độc tính này của mình nó có một cái hay, đấy là nó tạo ra một cái đam gọi là đam thụ động. Có nghĩa là mình chả cần làm gì cả, mình có thể vừa bắn và vừa chạy được, đúng không? Đây này, mình lấy ví dụ, giả sử mình con này đang đuổi mình ạ, giờ mình có thể vừa bắn và mình vừa chạy để tạo ra một cái đam độc ở đây. Đây. Sau đó mình cho con này đi đây, giống kiểu mấy ông ngũ độc ngày xưa ấy. Mình cho nó chạy lùa 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 mình ở trong này và nó tạo ra một cái đam thụ động, mình không cần đánh nó gì cả, nó cứ liên tục nó mất máu dần thôi. Đấy. Vậy thì tất nhiên trường hợp này thì nó không hay gặp, đúng không? Nhưng mà đấy là một kiểu lợi thế của nó. Mình lấy ví dụ giả sử các bạn đi săn boss chẳng hạn. Tại thời điểm mà khi mà cái con boss của mình mà khỏe quá mà các bạn chưa đủ để có thể gọi là tay đôi với nó, thì một trong những cái ý tưởng cũng rất hay đấy là chúng ta có thể tạo ra cái đam độc kiểu như này và chúng ta rút rút máu nó liên tục luôn. Đấy, chúng ta không đánh nó. Đấy. Vậy thì ngoài lợi thế về cái đam đam độc theo kiểu là một cái đam thụ động thì chúng ta còn có một ý tưởng khác nữa, đấy là giờ bạn so nhé. Cái dòng nhân vật AE này của mình là cái con mà đam tương đối yếu và bây giờ mình đang mặc một set socket, thành ra là mình cũng không có nhiều đam. Giờ bạn nhìn thấy thực tế. Giờ mình bắn, bạn nhìn xem. Mình bắn nó chỉ được 800 đam, 200 đam, nói chung là một số rất là bé, đúng không nào? Vậy thì khi mà đam của mình chỉ là 800 thì 15.000 đam độc là cái gì đấy mà quá kinh khủng so với cái số mà mình có thể làm được. Các bạn công nhận không? Đấy, vì con mình đam ram quá bé thì bây giờ 15.000 thì chả to, to gấp đến đến 20 lần cái đam mà mình có thể làm được với cái lượng tấn công vật lý của mình. Nhưng ngược lại, một cái con summoner chẳng hạn. Thì bây giờ bạn nghĩ xem, một con summoner nó bắn đến 300.000 đam chẳng hạn, thì một hit nó 300.000 đam thì cái đam độc 15.000 theo bạn nó có ý nghĩa hay không? Có đúng không nào? Và thứ hai nữa là quái nó có kịp chịu ảnh hưởng của độc hay không, hay là ra cái bốc hơi luôn rồi. Đấy, nên do đó là dùng cái độc này ấy, thì các cái con mà gọi là pro theo kiểu PVM thì thường theo mình là rất ít người chọn theo hướng độc. Đấy. Đấy, những bạn nào dốt kém hiểu biết thì không tính. Đấy, nhưng mà nếu mà ai biết chơi thì thường người ta sẽ rất ít chọn cái hướng độc này nếu mà đam con bạn đã to sẵn rồi. Bởi vì đấy, to rồi 100.000 rồi ông cộng 15.000 vào để làm gì nữa. Nó giống như kiểu nhà ông có tiền triệu rồi giờ ra đường thì 15.000 thì có cũng được không có cũng được chẳng quan tâm. Đấy kiểu thế. Ok chưa nào? Vậy thì đấy là những cái nhận xét đầu tiên của mình về cái hệ thống đam độc ở đây. Vậy thì bây giờ chúng ta sau khi đã hiểu đam độc rồi, vào đây nghỉ ngơi thì đã. Chúng ta cùng tìm hiểu tiếp, dựa trên cái ý tưởng đấy chúng ta sẽ tìm hiểu tiếp một cái đam tiếp theo là đam bleeding. Đam bleeding này thì rất thú vị và mình khá chắc là rất nhiều người không hiểu và thậm chí là hiểu nhầm về nó. Vậy thì bây giờ muốn hiện ra được bleeding thì chúng ta phải à đây, nó hiện thông tin luôn này bạn này. Magic Fuse kéo dài 10 giây và cooldown 20 giây. Đấy, nên do đó là nếu mà chúng ta tăng 10 giây vào chỗ này là chúng ta sẽ có tổng cộng là 20 giây hiệu ứng và 20 giây cooldown trước khi mà cái vòng tiếp theo có thể tạo ra. Như thế cũng cũng công bằng thôi, cũng được. Nào, vậy thì bây giờ thế nào là bleeding? Vậy thì bây giờ mình sẽ đánh skin focus shot ở đây để tạo ra hiệu ứng bleeding nhé.
Skin này thì bắt buộc của mình phải chỉ vào con nhân vật. Focus Shot là một trong những cái skin mạnh nhất của cái con AE của mình. Thì ra là bạn thấy là đam của nó cũng to hơn hẳn so với cái trường bắn lúc nãy. Kiếm con này sắp chết mất rồi. Để mình kiếm một con nào đấy khác. Chúng ta đợi con bò này nó hiện ra một con mới cho chúng ta có thêm vật vật để test. Nào, bây giờ con này đã dị dính bleeding, các bạn thấy nó bị màu đỏ chưa? Có một cái vòng đỏ đỏ trên đầu. Hiệu ứng bleeding này nó khác hiệu ứng nước một chỗ đấy, bạn sẽ thấy là nếu mình không làm gì cả và chỉ đơn giản là tạo ra một cái vòng bleeding thôi thì các bạn sẽ thấy là cứ đi con bò này cũng không mất máu, nó cũng không bị làm sao thêm cả. Đúng không nào? Vậy thì chính xác bleeding hoạt động như thế nào? Nếu mà nó không gây mất máu cho nhân vật thì bạn sẽ nhìn thấy, bây giờ mình làm lại nhé. Bây giờ mình sẽ làm lại một cái vòng bleeding khác đã. Nó có thời gian cooldown rồi nên là phải đợi một lúc. Rồi, mình đã tạo ra vòng bleeding. Nào, bây giờ các bạn nhìn thấy, bây giờ mình chuyển sang bắn băng nhé. Nào, các bạn nhìn thấy này. Rồi, nhìn thử này, lại nhé. 1598 và hiện ra số màu vàng là số 79 ở bên cạnh. Chúng ta cùng thử lại nhé. Vậy thì bây giờ để test dễ hơn thì mình sẽ tăng cái xác suất để hiện ra bleeding trước. Đấy là mình tăng lên thành 10 điểm đi, là mình có 11%. Bây giờ mình sẽ cùng bắn để tạo ra bleeding và chúng ta sẽ cùng xem nhé. Có lẽ là mình sẽ dùng trưởng triple shot thôi, bắn bình thường thôi. Chứ còn dùng bắn băng thì công thức hơi phức tạp. Rồi cứ tạo ra bleeding trước đã, xong chúng ta sẽ cùng bàn bạc tiếp. Nào, rồi có bleeding rồi, rồi mình sẽ cùng bắn, các bạn nhìn này. Rồi, bạn sẽ thấy là nó có một cái đam màu vàng, các bạn nhìn thấy không? Đấy, nó có một cái đam màu vàng hiện ra bên cạnh con này. Mình tăng mắc này lên 20 điểm nhé. Để sao cho tăng cái thời gian, tăng cái xác suất làm nó dễ một tí. Nên chúng ta cùng cho nó hiện lại bleeding này. Bây giờ ý tưởng của bleeding như sau, các bạn sẽ thấy này. Giờ mình tiếp tục bắn con này nhé. Đó, các bạn sẽ thấy là nó hiển thị một loạt cái đam có màu vàng, mà vàng tươi như bạn nhé, không phải là màu vàng sẫm. Thì ý tưởng của nó với bleeding ở đây sẽ là bleeding giống như bạn cứ tưởng tượng như kiểu là một cái con bị thương ấy các bạn. Sau đó thì chúng ta dí vào cái vết thương của nó và làm cho vết thương này chảy máu ra. Có nghĩa là khi một con vật này đã bị dính bleeding, nó bị thương rồi, thì cứ mỗi nhát mà các bạn bắn vào nó thì đều được bonus thêm một hit phụ như kiểu là chảy máu thêm nữa. Đấy, người ta gọi là day vào nỗi đau. Đấy. Vậy thì bây giờ chúng ta nhìn lại này. Bây giờ mình bắn con này. Rồi, từ khi bắt đầu dính đỏ nhé. Bắn này, bạn nhìn thấy màu vàng hiện lên liên tục không? Cái giá trị mình đang nhìn thấy ở đây. Đấy. Liên tục có màu vàng hiện thêm ngoài đam chính của mình luôn. Đấy. Vậy thì bây giờ chúng ta, cái thứ mà mình muốn test ở đây, vậy thì cái đam màu vàng hiện thêm đấy thì có công thức như thế nào? Để làm được việc đấy thì mình muốn kiếm một cái skin nào đấy mà trung lập trước đã. Skin nào trung lập nhỉ? Poison arrow. Ăn tí máu đã chết. Nào rồi, chúng ta cùng theo dõi nhé. Vậy mình muốn bắn cái skin nào đơn thôi, không để cho dễ quan sát. Nào, con này dính rồi này. Bắn này. Rồi. Chưa dính này. Chưa hiện đam vàng này. Ây da, đau đầu nha. Thử lại nhé các bạn. Bây giờ mình sẽ phải bắn lại này. Chết rồi này. Úi trời, căng thẳng quá. Bây giờ mình kiếm con nào đấy test rõ hơn nữa. Thử lại nhé.
Rồi, đã dính rồi. Bây giờ mình bắn này. Khó nhỉ, làm nào để test nó hiện rõ nhỉ, thời gian nó hiện có 10 giây đấy, nào giờ hiện số rất là loạn, 472 472 rồi. Mình nghĩ là chắc là mình phải chuẩn bị lại một cái nhân vật khác để test cái công thức này rõ hơn. Đấy, nhưng mà trước mắt thì mình nói cái ý tưởng trước đã để cho các bạn hiểu về cái cơ chế của bleeding. Có nghĩa là nếu mà tạo được vòng tròn bleeding thì các bạn cứ mỗi hit mà các bạn đánh vào quái mà đang chịu hiệu ứng của bleeding thì nó sẽ có bonus thêm một cái đam phụ màu vàng nữa. Đấy. Thì đấy là ý tưởng của cái bleeding này đấy, và đeo từ lúc mà nó bắt đầu bleeding cái bạn thấy số đam màu vàng vàng tươi hiện ra nhiều hơn không đấy. Nhưng mà chắc có lẽ là mình sẽ vào một cái video sau thì mình sẽ tìm một cái nhân vật khác để có thể test cùng các bạn cái công thức để cho các bạn hiểu kỹ hơn về cái bleeding này sau đấy, vì cái con này thời gian búp nó đang hơi ngắn, và cái AE này vì mình tăng cả 3 skin nó rồi thì nó không có skin nào đang ở dạng kiểu cơ bản để tránh mang các yếu tố nhầm lẫn khác vào để ấy được cả. Đấy, và thứ hai nữa là bạn nhìn thấy cái đam nó lên rất là nhanh, thành ra là chúng ta phải set up một cái kiểu máy quay ấy. Đấy, thì chúng ta quay chậm lại xem từng khung hình một thì chúng ta sẽ dễ phân tích cái trường hợp này hơn. Ok chưa nào? Rồi mình còn một loại debuff cuối cùng nữa, đấy là debuff với skin băng của cái triple shot. Rồi, nhưng mà mình nghĩ là hôm nay thì mình cứ tạm thời như thế đã. Sau đó thì mình sẽ gặp lại các bạn trong video vào ngày mai, nơi mà chúng ta sẽ phân tích nốt cái hiệu ứng debuff băng và cùng nhau tìm hiểu kỹ hơn về cái công thức của cái bleeding này xem như nào. Và sau đó thì chúng ta sẽ đưa đến một cái kết luận là khi nào thì mình nên dùng bleeding, khi nào mình nên dùng dùng băng, đúng không nào? Ngoài những cái lập luận mà chúng ta đã có với độc, và xét thử một số cái trường hợp sử dụng thực tế xem là những cái lý thuyết mà chúng ta nói thì kiểu in action thì nó sẽ trông ra sao. Rồi, cảm ơn các bạn đã theo dõi video ngày hôm nay, và hẹn gặp lại các bạn vào buổi học vào sáng ngày mai.